Phẩm 20. Chó Đức mưa hoa. Cõi nước Đức Phật đó, đến giờ ăn, gió thoảng nhà tự nhiên làm lay động lưới dân và các cây báo phát ra âm thanh vi diệu. Diễn nói pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Các ba la mật lưu bố dạng thứ hương đức. Ai nghe được rồi, phiền não tập khí tự nhiên không khởi. Gió chạm vào mình, an hòa dễ chịu, như vị tỳ kheo chứng được việc tận định. Lại thổi bảy hàng cây báo, thổi hoa tụ lại từng loại màu sắc rải khắp mặt đất, thứ lớp theo sắc, không có tạp loạn, êm dịu sáng sạch như đâu la miên. Chân đi lên lún sâu bốn lóng tay, khi dở chân lên lại bằng phẳng như cũ. Qua khỏi giờ ăn, hoa ấy tự mất, mặt đất sạch sẽ, lại mưa hoa mới, tùy theo thời tiết rơi cùng khắp như trước, không khác. Như vậy 6 lần mỗi ngày đêm. Hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.